Hồi bữa mình có bỏ một bài từ 8 năm cuộc đời. Chỉ có một phút rưỡi cuối cùng perfect luôn, almost perfect, nhưng mà lúc đó chỉ đang nói tôi xa thôi, tôi lo tôi chạy, tôi chạy càng chạy xa càng tốt. Rồi cảm ơn em nhiều cái gì hết đó, chỉ có một chút xíu thôi quý vị, chỉ có cái bài nó sọt dễ sợ quý vị, bởi vì mình cần hai lần để đánh lần sau. Bây giờ mình chưa thuộc bài thì mình mới cái gạo lại, thì mỗi lần mà mình đánh lại một lần thì more trouble nữa, thay vì đánh một lần cho đi qua. Nhưng mà vẫn lấy được cái sample nha quý vị. Cảm ơn thầy.